các bạn có thể làm tốt hơn như thế này nữa. Thu Minh biết điều này. Cho nên là các bạn thấy chưa? Và tiếp tục với quay trở lại với chương trình, mời tất cả các bạn cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ của đài truyền hình đến với một ca khúc. Và bài hát này Thu Minh sẽ mời người bạn cùng đồng hành với Thu Minh để tạo nên sản phẩm Body Language, ngôn ngữ cơ thể lần này, đem đến cho Thu Minh một diện mạo mới trong phong cách nhạc dance của mình nữa. Và xin hãy bắt đầu cùng với Thu Minh những tiết tấu đầu tiên của ca khúc này, cũng như rằng là tạo một âm thanh thật là tuyệt vời hơn nữa để chào đón nhân vật chính cùng với Thu Minh trong 30 phút của bài hát Việt tháng 10 này. Vâng, xin hãy bắt đầu cùng với Thu Minh nào.